Để anh cho em xem mấy cái logo này xem em nhớ em đọc nhá. Cái này là gì? Kazi. Kazi. Ừ. Thế cái này? Machilai. Machilai. Ừ. Cái này? Tiên. Tiên á? Ờ ok, đây. Xlai đen. Được được, cái này. Đơn giản. Cái này. Fall away. Fall away. Cái này là gì? Ze light tí. Ze giờ e ze light tí. Cái này. GTR. Heaven e. Heaven e. Mẹ đi học tiếng Anh này. Với ve y đấy. Đi học tiếng Anh này chết. Phi tim. Cái chữ T này mà chữ phi tim. Y là y phải phi. Y mà im tan tim. Ba mà auto phim. Nhân viên tại Akala Thái Nguyên đi làm ngày đầu tiên đào tạo xong giờ đọc các cái logo này quên hết rồi đây. Auto365.vn. Kadi, Magic Line, Titan, X-Line, Fourway, Red Lighting, IGTR, Henway, T-Chim. T-Chim á? Ờ. Này chết.